Chào bác đến với kênh YouTube của Tháo Đâu. Kênh của em thì chuyên bán các sản phẩm âm thanh của Nhật, chủ yếu là hàng Nhật bãi và hàng tầm tiền bình dân. Hôm nay thì muốn giới thiệu các bác một con âm ly tích lích cỏ thôi, nhưng mà chất âm rất là hay, nó trên 3 triệu thôi. Cụ thể các bác alo cho em theo số máy 0983698887. Còn tích lích 7.6 này thì nó đặc biệt là nó chạy 4 con giò sắt. Công suất của nó là 100W. Thì với con Tiklic 7.6 này thì dành cho các bác thích cái âm sắc nó nhiều nhiều một chút, tức là chỉnh bát tép các thứ lên nó nhiều nhiều, thì dòng Tiklic 7.6 này nó đáp ứng như cái điều đấy. Con hôm nay em giới thiệu các bác thì nó rất là đẹp. Con này thì nó sản xuất thập niên 70 tại Nhật, tức là nó khoảng tầm trên dưới 40 năm rồi. Nhưng anh em có thể nhìn thấy là cái chất lượng của âm ly Nhật, từ các cái mặt mũi, các phím nút các thứ, nó bằng phay nhôm, nó còn rất là đẹp. Con này đẹp xuất sắc luôn. Thì hôm nay thì muốn giới thiệu các bác con này, và đặc biệt là cũng muốn ghép luôn với cặp JBL Tháp ES80, vừa để test chất âm của con này, vừa để các bác thấy rằng con JBL ES80 này mặc dù cấu hình rất là gồ nhưng mà cũng rất là dễ phối ghép. Đó. Bây giờ mời các bác nghe chất âm của con Tiklic 7.6 của em. Các bác lưu ý cái chất bass của con này, tép nó lên rất nhiều, lao lớt đây. Đây là tắt, nó rung chung lúc này luôn. Bật này, đây là của tai phone này. Đây là main của loa, main của remote. Main với remote là những dòng âm ly cổ nó đọc là main remote, thì bây giờ thì nó là A hoặc B, khoảng 1 hoặc 2. Thì nó cũng thế thôi, khác vào nhau tên gọi thôi. Mời các bác nghe chất âm rồi. Bác nó rất là êm. Rất là dễ phối ghép. Các bác có nhu cầu sở hữu con Tiklic 7.6, alo cho em theo số máy 0983698887. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.